Và lần này tôi nghĩ rằng là một trong những lần hiếm hoi trong chương trình mà cả 6 sếp sẽ phải đưa ra những cái mức đãi ngộ, những cái offer thật là hấp dẫn để có được cái nhân sự chất lượng như thế này. Chúng tôi sẽ để các sếp tung chiêu trước khi chốt các con số. Vị trí mà anh dự kiến mời em về là chính là trưởng nhóm về marketing digital cho tập đoàn. Về thu nhập thì chắc để anh phải suy nghĩ thêm về. Để anh giấu. Bản thân em biết là em rất hợp với Dead Food đúng không? Hợp nhiều đấy, nói chung em hợp nhiều với các sếp ở đây. Về lương thì anh chưa nói, tại vì anh Phấn chưa tung chiêu thì anh phải giấu chiêu. Lương như vậy là sếp không phải giấu. Nhưng chắc chắn về bên anh là... Anh sẽ có cổ phiếu chứ gì? Em sẽ có cổ phiếu công ty. Xời, có chiêu xài hoài. Thế còn những cái chuyện mà vui nữa, bên anh ấy, bất kỳ ngày lễ nào trong năm đều có thưởng. Em cứ nghĩ là ngày lễ gì là có thưởng. Nói có sách mách, có cáp màn hình. Tại vì nó là niềm vui, làm nó phải vui đúng không em? Làm cái mình thích, được trả tiền, được trả cổ phiếu, còn gì vui bằng. Người mà có đào tạo ra nhiều Digital Marketing Director nhất ở trên thị trường bây giờ là anh. Nếu em nói những cái tập đoàn mà lớn bây giờ đang có Digital Marketing, rất nhiều người xuất phát từ những ngày đầu tiên của Yahoo là một trong những công ty đem Digital về thị trường này. Anh là CEO đầu tiên của Yahoo ở thị trường này. Cái công việc mà anh sẽ offer cho em nó cũng không có vui vẻ hồi hè suốt ngày đâu, nhưng mà nó sẽ rất cực. Tức là sẽ phải làm rất nhiều, nhưng mà đảm bảo em sẽ có cơ hội để em học, để em thấy là từng cái bước như vậy em sẽ thấy là cái giá trị của em nó tăng lên mỗi ngày. Muốn ăn chơi nhảy múa thì đi chỗ khác. Làm nó phải vui đúng không em? Còn gì vui bằng? Muốn ăn chơi nhảy múa thì đi chỗ khác. Không rồi. Muốn học tiếp thì về đây. Từ đầu là anh đã nói đi nói lại lần tiếp theo nữa là anh rất là thích em. Nếu như vậy được em sẽ về em phụ trách là phó giám đốc marketing cho nhãn hàng traveler.com của anh. Dạ. Yeah. Cái món đó anh đầu tư rất nhiều tiền, tâm huyết của anh 2 năm trời. Thật ra em một cái special nên anh đang suy nghĩ xem cái nào thì nó sẽ phù hợp với em. Thật ra trong phòng này có hai người đồng hương khác là anh với anh Thành Trung, là người Quảng Ngãi, gốc Quảng Ngãi. Có ba đồng hương. Anh là người gốc Quảng Ngãi, thật ra anh là người gốc Đức Phổ. Nói chung là hồi nãy giờ nghe tất cả các sếp gần như là tung chiêu hết rồi. Nếu như em muốn về với chị thì chắc chắn là em sẽ có một cái cơ hội để thể hiện bản thân mình rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Tùy em lựa chọn. Cái câu tùy em lựa chọn có vẻ đanh thép hơn mọi khi, thưa quý vị. Và bình thường là chị Nga sẽ nói là tùy em lựa chọn, hoặc có thể là tùy em lựa chọn, nhưng lần này là tùy em lựa chọn. Anh không chưa bao giờ tung chiêu là đồng hương hay là cái gì hết á. Chị Nga không bao giờ mà nói mà không làm hết á. Cho nên mà mức lương chị offer cho em tối thiểu sẽ là 30 triệu. Cho nên dù em lựa chọn anh nào thì em cũng phải biết là chị Lưu Nga là sự khởi đầu. Nghĩ MC Thành Trung không nhắc đến đồng hương nữa nhé, vì cảm xúc nó ùa về một cái là mất lợi thế của các sếp khác. Dạ, ba mẹ em người Quảng Ngãi ạ. Ô, Quảng Ngãi luôn dạ, à? Đúng rồi. Thế à? Ba mẹ em là bạn học. Hôm nay Quảng Ngãi hơi nhiều đấy. Thì vấn đề đơn giản chỉ là ba anh em biết đâu đấy lại làm được điều gì đó cho quê hương. À, dạ. Ngày xưa bố chị rất là yêu Quảng Ngãi luôn. Bố chị yêu Quảng Ngãi à? Đồng hương với, bố chị yêu Quảng Ngãi nhưng mà lại lấy mẹ chị người yêu, đồng hương với người yêu của bố. Cơ hội cho ai? Full Chance phát sóng lúc 12 giờ trưa thứ bảy hàng tuần trên VTV3.